Thông tin ban đầu hơn 23 giờ 30 phút khuya qua, ô tô khách do ông Trịnh Công Sơn sinh năm 1984 ngụ tỉnh Bình Định lưu thông hướng Nam Bắc trên quốc lộ 1 khi đến đoạn qua thôn Bình Sơn, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình thì xe ông Sơn tránh chiếc ô tô đang dừng chờ chuyển hướng phía trước nên đã lao qua làn đường ngược lại, va chạm với ba ô tô khách đang lưu thông theo chiều ngược lại. Bước đầu ghi nhận vụ tai nạn làm nhiều người bị thương theo mức độ khác nhau và được đưa đi bệnh viện cấp cứu điều trị. Khoảng 3 giờ rạng sáng nay, hai xe tải tông nhau rồi bốc cháy trên đường Nam Sông Mã, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hậu quả hai nạn nhân tử vong trong cabin hai xe. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thanh Hóa ngay lập tức điều động lực lượng phương tiện đến hiện trường tổ chức dập tắt đám cháy, đồng thời sử dụng các thiết bị chuyên dụng cắt phá hai cabin, đưa hai thi thể nạn nhân ra ngoài. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.